Hello, xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Bây giờ đang là 12 giờ trưa rồi. Ngoài đồng đang rất là vắng người thì mình sẽ dẫn các bạn đi sang bãi để ăn trộm dưa chuột cùng bọn mình nhé. Các bạn nhìn thấy không? Tầm 12 giờ trưa. Bên đồng còn như này không có ai. Tầm này mình dẫn các bạn đi sang ăn trộm dưa nó mới thoải mái đúng không? Đó. Rồi. À, trộm dưa đi Cường ơi. Cường. Ăn trộm dưa đi. Túi. Chạy đầy túi nhá. Đầy túi về ăn mai à? Được, bỏ cũng chạy trộm chạy nhiều nhiều. À. Cái quả to hay là kiểu gì? Đấy, chảy dưa. Đi ăn trộm dưa lại không biết chảy dưa. Thanh niên đây chảy quả như quả non quán không ngon đâu. Đây này, tầm này này. Này, các bạn thấy không? Ăn chảy dưa ăn quả này này. Nâu 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 cái này. Ăn. À. Ê, dưa sạch. Nè. Ăn ngay. Ngon quá. Đây nhá, tí tiếp đi. Chú ơi. Chảy nhanh nên không ta sang phát hiện ra. Quánh bổ mẹ. Ngon quá bạn, mát. Ăn mùa hè nóng ăn chạy ruộng này ăn chua. Mát lắm. Những loại này mình về có gia vị hào hào. Chấm ăn tốt rồi. Ở trên luôn. Ôi, chết không được. Nhỏ. Ngứa vãi các bạn. Như cái ná này này. Toàn lông gai. Rất là ngứa. Rất là nhiều cái lông này này. Chạm vào này. Nó không có gì cái đánh. Nhưng mà mình cái ngày xưa các cụ mà có cái dí giáp đánh gỗ ấy. Ngứa ngứa kinh khủng. Để nổi bật hết luôn. Ừ. Thì không phải. Có à. Ừ. Ngứa quá, họ tay ngứa. Dưa sạch, dưa sạch, dưa sạch. Ngon.
Mà thấy không? Không quả à. Một yến rửa mình là mang về kiến thôi. Thôi đi về nhanh không? Về nhanh không đang ra sao thật mình thấy sẽ đánh người bổ mẹ. Về đây. Ừ. Thôi, ta về đến nhà lại qua nhé. Giờ đến giờ thưởng thức rồi. Chanh nữa. Có chanh cơ. Ngon, tươi tươi. Tươi tươi tay. Xin chào các bạn. Vừa rồi là mình trêu đấy. Đấy là cũng dư của nhà mình. Chứ ăn trộm như thế thì nó đánh cho bỏ mẹ. Bỏ mẹ này. Thôi rồi các bạn đến đây nhá. Hẹn các bạn ở video sau. Giờ nghỉ tí. Hành xác cả buổi trưa rồi.